Tôi không đồng ý. Tôi chọn HP. Anh có thể nhường cho tôi được không? Hỡi thế gian, liêm sĩ là chị Hương của tôi đã chọn số 7 rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ loại số 4 luôn. Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Chào em. Dạ. Lần đầu tiên gặp em. Dạ. Đẹp trai như lời đồn. Riêng cũng vậy. Dạ, nhưng mà không như lời đồn. Phải đẹp hơn lời đồn. Em. Dạ. Những chương trình Giọng Mãi Giọng Mai từ trước tới giờ em có xem qua chưa? Dạ, em có xem những đoạn cắt ngắn ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ. Đúng, đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình này. Mời em về. Anh kỳ quá à. Thì khi em chưa có, không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh em mới giải thích. Ủa, anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em có thường anh à? Dạ, mời em về. Ủa, nó nghe anh ơi. Em đuổi về hết rồi, ai hát bữa nay? Em với Trường Giang có thể đảm được điều chuyện đó. Thế nào? Em có trả lời anh Thành được không? Tội nghiệp nhỏ. Sao Trường Giang? Dạ bộ hỏi vui cái nó sợ thiệt á. Các em thân mến, bữa nay chúng ta có một bạn, một cái em nhỏ mới đến chương trình lần đầu, đừng làm cho em lo. Hỏi nó một câu. Chưa có gì hết trơn nghe em. Vậy bây giờ em muốn về đội của ai, anh Thành hay anh Giang? Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của em. Em về đội nào cũng được. Em quen cái câu trả lời á, câu trả lời này thì gần như là ai tham gia chương trình lần đầu cũng sẽ là trả lời. Vậy thì bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ 3 rồi nè. Nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành. Tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em đều cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn HP. Đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. À cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em về đội anh với cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh kia có kìa nè. Em đi về luôn con được không? Con chân chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này. Anh cửa à. Này Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với chị. Về với chị luôn. Ê, đúng vậy. Đi về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường, cái bà lời bắt cóc vậy gì nè. Về gì về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ đi về đội anh Giang. Đi lẹ. Quân, em về với Thành. Đi. Ý vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Yeah. Cảm thấy sợ hả? Đỏ rồi. Trời ơi, giỡn quá. Em sinh ra cũng người giải là chung hội. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ con Châu đổi đội là sao? Thích lắm, thích lắm. Đầu tiên cho phép xấu xin gửi lời chào đến anh Hoàng Sơn. Cháu mà gửi lời chào đến anh là sao ta? Dạ. Cái đại từ nhân xưng gì vậy? Thứ hai em còn rất là ít tuổi ạ. Cháu ra gửi lời chào đến hai chú. Em gửi lời chào đến anh Trấn Thanh, anh Trường Giang. Mặc dù có cái lời hăm dọa là sẽ bị đuổi về nếu gọi bằng chú, nhưng em nó vẫn không thể nào làm trái với cái lương tâm được em ạ. Lễ phép từ tâm á. Gia đình dạy dỗ vậy rồi. Dạ. Bây giờ muốn làm khác đi không làm được. Đó mà giờ Quân mỗi lần mà gọi tới tên em này mình phải phân vân. Quân AB phở. Tên ta tên tiếng nước ngoài. Nó à bị phở đồ nghe mệt. Nghe nè, gọi anh quốc tế Quân Áp. Bây giờ chỉnh luôn. Nếu mà diễn ngoài Hà Nội là giới thiệu ca sĩ Quân AB phở. Nếu diễn trong miền Nam là Quân Áp bờ. Còn qua nước ngoài là Quân Áp. Mỗi lần em đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai em lại có thêm một biệt danh mới. Thời gian nữa đổi chữ cờ ra Quân Ác nên là còn lạ nữa. Nghe cái người mà đã từng có kinh nghiệm trong chương trình nói nè. Sao Quân nói đi em. Phở, nói chuyện phở. Phở nói gì cho anh với lại ba tự hào nè. Hả? À quên. Anh với anh Sơn tự hào. Khi mà em xem cái clip thì em thấy anh ấy không giống một người làm khóa. Đúng rồi, anh cũng nói rồi đó. Anh thấy không phải giống như gán ghép cho làm vậy đó. Cái gương mặt của anh ấy thì em thấy cũng có nét, có góc cạnh. Nên em nghĩ là anh ấy cũng là một người thích theo nghệ thuật. Em nghĩ anh này có thể là hát sẽ hay đó. Gương mặt này góc cạnh chỗ góc nào góc cạnh chỗ nào trời, tôi định hỏi đó chứ. AB nó là
cái mũi cao là hay. Em ơi, cái mũi cao có thể đi sửa được em. Em nghĩ là kể cả có là sửa thì anh cũng sẽ là người muốn hướng theo nghệ thuật. Tức là bây giờ nếu muốn hát hay, hãy đi sửa mũi. Anh Trâm, em cũng nghĩ là bạn hát hay. Tại sao? Đoán thôi. Anh Sơn, anh có điều gì nó có cơ sở hơn anh nói giùm em cái. Hay không cần biết mà ôm cái đó hồi không bao giờ hát được hết. Tại sao? Mỗi tay gần chết, nãy giờ thấy nó gồng tội nghiệp nữa. Ôm cái bình nó nặng lắm chứ bộ. Nặng lắm. Anh nghĩ là chắc là bạn này hát được. Không, nó không là... lát nữa Trâm ơi. Em cảm thấy là như vậy thật là kiểu sẽ rất là lừa mọi người ấy. Nè, Quân, sao cưng? Quân ơi, Quân nói đi. Nghe Quân, em Black nói nè. Với mùa trước thì thứ hai em tham gia lần đầu nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà với lần này thì cũng vậy thôi. Thì... thực sự là ngồi đến đây em mới thấy hoang mang, không biết. Em cũng vẫn hoang mang như mùa một. Câu cuối nè. Xinh như người kia là hát hay. Đấy. Xinh là hát hay. Ê, năm nay có cái vụ bảo kê em nhớ không? Có cái vụ mà lĩnh bài miễn tử được chưa? Đó. Em thấy em thích quá. Em trao lĩnh bài cho cổ. Em thắng, em được 50 triệu. Ngon à. Bảo đi, bảo lãnh đi. Em dám bảo lãnh không? Em chưa rõ. Không, lại run, lại run. Đàn ông khen phụ nữ xong rồi là cũng không có trách nhiệm. Tôi bảo lãnh. Kệ em chứ Giang. Được phải không? Em đâu có hát chung với ba rồi em bảo lãnh. Anh Nghĩa ơi, cái sushi ngon ha. Ngon. Nhìn đẹp ha, nhìn đẹp ha, nhìn đẹp. Cái tay cắt gân không nha. Đúng. Mà cái tay đút như nãy chuối nha. Mịn màng, múp mít. Khắc hẳn luôn, khắc hẳn luôn. Y như tay bơm á. Vâng. Cái ông này là ăn sung mặc sướng nè. Sống phương phi, cuộc sống hạnh phúc nè, yêu đời nè. Cái bạn này có cái mặt, cái nét á, giống mấy cái bạn mà buổi tối sẽ đi vô mấy cái phòng trà hát acoustic. Đúng rồi đó. Đó. Dạ, còn anh Sơn, anh nghĩ sao về bạn này? Anh nghĩ bạn này hát hay á. Đúng vậy. Hát hay á. Giang cũng nghĩ vậy hả? Em nghĩ là bạn này hay, đúng không Phở? Dạ, vâng, đúng á. Áp nói cái gì nghe có chính kiến của riêng em có áp. tại em ngồi ở vị trí nói sau. Nói sau không? Giờ bây giờ dạ. Mình đừng có dành nữa để cho áp nó nói trước nè. Áp nói cưng. Em không, em nghĩ là ngày hai vừa nãy em cũng có để ý là cái tay mà cắt sushi rất là khéo. Nhưng không phải tay anh ý. Ừ, đúng rồi, vâng. Cắt cả đôi bàn tay thôi. Cái tay kia trắng và thon hơn. Đúng rồi. Nhưng mà điều ơi cũng không nói lên là hay hay không hay, là cảm nhận của em random thôi. Bây giờ có bạn nào, đội nào muốn bắt gà cho mình làm liền? Em vẫn cảm giác tốt là bạn số 4. Em đang phân vân giữa anh số 1 và anh số 7. Em cho anh số 7 ạ. Quân đã chốt. Rồi, xong. Xong rồi. Quân chọn số 7 rồi. Xong rồi, xong. Quân đã chốt rồi. Chốt ai? Số 7. Xong. Xong rồi. Quân đã chốt rồi. Số 7 rồi. Số 7. Bắt đồ ăn rồi hả? Trời ơi, lo bàn không, nó chốt rồi đó. Anh ơi, nhưng mà đã chốt đâu cho ba năm bàn rồi. Mà. Nó chốt luôn rồi. Ngay trong giờ phút này em được quyền chọn số 7 luôn. Và số 7 sẽ được quyền chọn lại một trong hai người. Nhưng mà chắc chắn cổ sẽ không chọn số 7 đúng không? Số 7 cũng có thể hát hay. Em không thích số 7. Quân của tôi đã chọn số 7 rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ loại số 4 luôn. Chết cha, thấy chưa? Trời ơi. Đâu. Nó thấy trời ghét ơi. Chưa em trời. Anh Giang ơi. Em ghét, em chọn lẫn số 7 cho anh, tranh giận cho anh. Vâng, em chọn số 7 luôn. Như vậy là Thiệp Bảo Trâm cũng quyết định chọn số 7. Yeah. Mời cụ rùa đứng lên. Tranh giận. Đứng lên em, cụ rùa. Lần đầu tiên có gây lộn nè. Cả hai anh chị đây đều đã quyết định chọn em. Và bây giờ em phải chọn lại. Cho hai anh chị mỗi người 30 giây nói cho em nó biết là tại sao nên chọn mình. Mình đúng. Không cần nói luôn. Không cần nói. Không cần nói. Không cần nói. Em muốn nói gì mà đừng nói gì nói đi. Khi em gặp lại thì thấy em hoàn toàn rất là nghệ sĩ. Mà giống như anh Thành nói luôn là nhìn em giống như là cái mấy bạn mà đánh đàn ở trong quán trong phòng trà hát acoustic mà giọng rất ấm. Và chỉ nghĩ là nếu như một giọng nữ và một giọng nam song ca với nhau thì cũng sẽ rất tuyệt vời. Được rồi, em cảm ơn. Bây giờ nè, Quân có muốn nói lời nào không? Em có muốn nói một chút là tự nhiên bạn thì tôi thấy ở một cái sự nội lực và đúng như là giống như là hay hát ở phòng trà. Thôi giống chị nói lúc nãy rồi, cái khác đi. Bài của tớ là bài ballad, tớ nghĩ sẽ hợp với cậu hơn. Rồi, cảm ơn Quân, mời em ngồi xuống. Bây giờ thì bạn ấy sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cách em chỉ đưa tay hướng về người nào mà em muốn hát cùng với họ mà thôi. Quyết định của em là yeah!
Phương IP. Bạn ấy đã chọn Phương IP. Nè,